Ban biên tập xin được chào và cảm ơn quý khán thính giả đã luôn quan tâm đến kênh tin tức mới. kính chúc quý vị có những giây phút thật tuyệt vời và bổ ích khi xem video. Quý vị đừng quên nhấn đăng ký kênh và để lại quan điểm riêng của mình bên dưới phần bình luận để liên tục cập nhật tin tức mới nhất, chính xác nhất đến từ kênh tin tức mới. Còn bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi những nội dung chính đáng chú ý ngay sau đây. Cộng đồng mạng choáng khi hai tin đại gia dũng lò vôi sẽ livestream thay bà Nguyễn Phương Hằng. Mới đây trên trang cá nhân của quản lý bà Phương Hằng, ông Dũng Lò Vôi đã có bài đăng thông báo livestream thay vợ gây xôn xao. Cụ thể ông Huỳnh Uy Dũng viết: Tôi chúc sức khỏe quý vị và các bạn, chúc quý vị và các bạn có một ngày cuối tuần bình an và hạnh phúc. Quý bạn bè thân mến, vào lúc 15 giờ chiều ngày hôm nay 30 tháng 5 năm 2021, tôi sẽ có buổi chia sẻ trực tuyến cùng quý vị. Buổi chia sẻ được phát trực tiếp trên kênh Facebook chính thức của tôi, trên kênh YouTube Trường đua Đại Nam và kênh YouTube Nguyễn Phương Hằng. Tôi trân trọng cảm ơn quý bạn bè đã luôn quan tâm đến những nội dung tôi chia sẻ. Huỳnh Uy Dũng ngay sau khi chia sẻ rất nhiều người đã tỏ ra vui mừng vì sự xuất hiện của ông Dũng, bởi trước đó, sáng ngày hôm qua, bà Nguyễn Phương Hằng đã thông báo dừng livestream với lý do bệnh. Việc ông Dũng thay vợ livestream khiến rất nhiều người tò mò, không biết đại gia Dũng lò vôi sẽ mang đến cho công chúng những thông tin gì đây. Dưới bài viết cộng đồng mạng hả hê vì sắp có kịch hay để xem. Mừng quá chiều nay có phim coi rồi mọi người ơi, bởi vậy mấy con kia nó mà thấy chị Hằng vắng một buổi là nó mừng, nó đồn tùm lum hết. Mấy đứa khóc mướn vô mà xem, nghe nói ngừng lai cái vui mừng hả hê đang xiên sỏ, đừng vội mừng các bạn ơi. Hai vợ chồng nhà này ghê thật, vợ ốm cái là chồng đứng dậy khởi nghĩa đấu tranh chống lại bọn lừa đảo. Chúc cô mau khỏe bệnh để cùng chú Dũng vạch trần bộ mặt dơ bẩn của tụi nghệ sĩ sâu. Cháu mong chờ cô chú quay trở lại. Những ngày qua doanh nhân Nguyễn Phương Hằng đã trở thành người có ảnh hưởng lớn nhất trên mạng xã hội. Với những livestream tố cáo ông Võ Hoàng Yên, yêu cầu Hoài Linh và một số nghệ sĩ có liên quan lên tiếng và liên tục vạch trần những góc khuất của showbiz, bà Hằng đã nhận về sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Thậm chí trong livestream vào ngày 25 tháng 5, livestream của bà Nguyễn Phương Hằng đã thu hút 300.000 người cùng xem một lúc khi phân tích và vạch trần lùm xùm Hoài Linh ôm 14 tỷ tiền từ thiện trong vòng 6 tháng. Chính vì thế mà nhiều khán giả rất mong chờ đến buổi livestream của bà Nguyễn Phương Hằng vào thứ bảy ngày 29 tháng 5 như đã lên lịch trước đó. Tuy nhiên đến nay trước giờ G, vào sáng thứ Bảy ngày 29 tháng 5, trang cá nhân trợ lý của bà Nguyễn Phương Hằng đã đăng tải thông báo dừng buổi livestream tiếp theo. Chúc quý vị một ngày mới thật bình an và hạnh phúc. Phương Hằng tôi rất xin lỗi, buổi livestream tối nay sẽ dừng lại vì tôi bị bệnh hai hôm nay. Khi nào khỏi bệnh tôi sẽ thông báo để trực tuyến cùng quý vị. Tôi biết quý vị đã rất mong chờ gặp tôi, tôi biết quý vị rất yêu mến tôi, nhưng tôi rất xin lỗi quý vị vì tôi không khỏe. Quý vị thông cảm và luôn yêu mến tôi nhé, tôi hứa sẽ trở lại vào tuần sau và sẽ thông báo đến quý vị. Tôi cảm ơn và chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, mong gặp lại quý vị sớm nhất. Theo đó, bà Hằng gửi lời xin lỗi đến khán giả vì phải dừng buổi livestream vào tối ngày 29 tháng 5 bởi lý do bị bệnh suốt hai ngày qua. Tuy nhiên, bà chủ đại nam hứa sẽ trở lại vào tuần sau và sẽ sớm thông báo đến mọi người sau. Thông báo này ngay lập tức nhận về sự chú ý của cư dân mạng. Nhiều người thể hiện sự hụt hẫng khi đã chuẩn bị tinh thần để đón chờ màn livestream của bà Hằng với những bí mật động trời, đặc biệt là giữa lúc lùm xùm từ thiện của Hoài Linh lên đến đỉnh điểm ngoài ra nhiều cư dân mạng cũng lo lắng cho tình trạng sức khỏe của bà hằng và động viên nữ doanh nhân nhanh khỏe lại mong chị hằng mau khỏe bệnh và bình an may mắn hạnh phúc nhé cô nghỉ ngơi nha cô mong cô mau khỏe bệnh lại rồi xong mới đi mua thùng bia luôn chán thiệt chứ chúc cô mau khỏi bệnh chúc chị mau hết bệnh nhé chị ngủ quá ít để suy nghĩ nên kéo dài chị ngã bệnh là đúng rồi mong chị sớm lấy lại sức khỏe bản tin trên cũng đã khép lại chương trình tin tức mới của chúng tôi cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi quý vị đừng quên nhấn đăng ký kênh và chia sẻ kênh để liên tục cập nhật những tin tức mới nhất chính xác nhất đến từ kênh tin tức mới và quý vị cũng đừng quên để lại quan điểm riêng của mình bên dưới phần bình luận còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại